Muốn làm giang hồ ngoài việc bạn có một sức khỏe tốt và khuôn mặt lạnh như tiền ra thì còn một thứ quan trọng nữa, đó chính là học cách để làm giang hồ. Bạn không thể cứ đi ra đường hếch mặt lên trời nói tao là giang hồ đây, vớ vẩn mấy thằng trẻ trâu nó vả cho lệch sóng. Vì vậy hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho cả nhà xem một bộ phim có tên là Giang Hồ Học Việc. Lưu ý là tôi không khuyến khích các bạn học theo phim vì phim chỉ là diễn xuất, còn mang ra thực tế thì các bạn có thể bị những người dân lương thiện đánh sấp mặt hoặc lên phường uống nước trà sau đó là ăn cơm nhà nước. Câu chuyện bắt đầu khi Matty mới 12 tuổi, cậu được bác của mình là Teddy cùng đàn em dẫn đi trả thù cho bố. Ông bác tốt bụng muốn thằng cháu cầm súng xử đẹp tên đã bán đứng bố cậu để chứng minh cậu có thể làm giang hồ trong tương lai. Nhưng bảo một cậu nhóc thò lò mũi xanh đi đánh nhau còn được chứ bảo giết người thì làm gì đủ can đảm. Matty không thể nào ra tay được nên ông bác kêu cậu ra ngoài còn mình ở bên trong tầm quất mát xa kẻ phản bội. Chớp mắt cũng mấy chục năm trôi qua, Matty giờ cũng đã lớn rồi. Bản chất anh là một con người lương thiện nên muốn xin vào làm phóng viên báo bóng đá. Người quản lý sau khi xem hồ sơ của anh liền từ chối, đơn giản vì bố của anh là một tay trùm khét tiếng trong lĩnh vực bảo kê và chuyên cho bốc bắt họ. Ông ta sợ rằng nếu Matty vào làm mà mình lỡ chửi hay làm phật ý Matty thì bố của anh sẽ tới và hỏi thăm sức khỏe mình. Không những một công ty mà tới 12 công ty đã từ chối nhận anh vào làm. Mang cục cất trong người, mang cục tức trong người, Matty tới gặp bố và ông bác Teddy. Anh muốn bố cho mình cơ hội để làm lên nghiệp lớn, cụ thể là gia nhập băng nhóm của ông ấy. Kết quả là nhận được câu trả lời là không và còn bị ăn chửi. Mày muốn làm giang hồ là giang nắng xúc hồ hay gì? Với bản tính yếu đuối như mày thì làm được gì cho đời hả con? Ngoan ngoãn làm mấy chân sai vặt cho nhẹ nhàng. Đã tức nay lại còn tức hơn, Matty quyết tâm phải cho bố thấy năng lực thực sự của mình. Việc đầu tiên là tập hợp các anh em chí cốt có tư tưởng cầu tiến và sẵn sàng chiến đấu hết mình. Anh tìm tới Chris, một thanh niên đẹp trai công tử nhà giàu. Tại sao không chọn những kẻ mặt mũi bạm trợn? Đơn giản là vì anh ta có thể dùng Mỹ Nam kế để moi thông tin từ những chiếc lò hư hỏng. Người tiếp theo là Johnny. Anh ta có một chiếc máy bay tư nhân nên sẽ thuận tiện cho việc di chuyển hơn. Và cuối cùng là một người có sức mạnh và khả năng chiến đấu tốt để bảo kê cho các anh em. Không ai khác đó chính là anh Vin Chọc. Nhìn cái cách anh Chọc cầm xà beng đập phá máy chơi game rồi lấy tiền bảo kê là thấy uy tín rồi. Tối đó, bốn anh em chí cốt tụ tập tại quán bar để chúc mừng cho sự kiện này. Sau đó, Matty tiến tới nói chuyện với ông bác. Cháu biết bố cháu chỉ muốn tốt cho cháu và số tiền của ông ấy đủ để cháu có một cuộc sống sung sướng sau này. Nhưng đã là một thằng đàn ông mà chỉ trông chờ vào khối tài sản đó thì khác gì thằng ăn bám. Cháu muốn chứng minh cho bố thấy cháu có thực lực. Ông bác nghe được quyết tâm của thằng cháu cũng siêu lòng và đồng ý nói giúp Matty trước mặt bố cậu. Matty ôm thùng đồ tới nhà hàng của gia đình cậu. Bên trên nó là một nhà hàng nhưng bên dưới là trụ sở làm ăn của băng đảng. Anh tiến tới gặp bố và cầu xin ông ấy cho mình một cơ hội. Câu trả lời của người bố vẫn là không. Teddy tiến tới thuyết phục em rể. Thằng bé cũng lớn rồi và nó đang muốn chứng minh thực lực của nó cho chúng ta thấy. Không lẽ cậu muốn nó sống mãi dưới cái bóng của cậu? Hãy cho nó một cơ hội. Người bố nghe thấy cũng đúng nên cho Matty một cơ hội, đó là tới Spokane lấy gói hàng và quay trở về. Vì Johnny có máy bay riêng nên Matty đã ủy thác cho người bạn tới đó lấy hàng giúp. Công việc diễn ra thuận lợi khi Johnny lấy được gói hàng. Trên đường quay trở về vì buồn ngủ nên anh ta đã hút một tí mai thúy. Không ngờ ngay lập tức tỉnh táo trở lại. Sau đó Johnny hạ cánh xuống sân bay Montana để tiếp thêm nhiên liệu. Lúc này hai cảnh sát cũng tới sân bay để kiểm tra và họ phát hiện hai thanh niên đang hút lá đu đủ. Nhìn gương mặt là đoán được chúng đang bay tới 9 tầng mây rồi. Mọi rắc rối cũng bắt đầu từ đây. Johnny cầm túi hàng bước xuống trả tiền xăng thì phát hiện hai cảnh sát kia. Vì hít mai thúy quá nhiều nên hoang tưởng cảnh sát đã biết chuyện gói hàng. Anh ta đổ hết số mai thúy còn lại và để gói hàng chung với hành lý trên sân bay. Trong lúc tính tiền xăng thì hai thanh niên hít lá đu đủ đang vận chuyển hành lý lên một chiếc máy bay khác. Johnny chạy ra thì đã quá muộn. Anh ta vội bay tới sân bay nơi chiếc máy bay vừa rồi hạ cánh nhưng túi hàng thì không thấy đâu. Chuyện này giống như một cú đấm trực diện vào mặt Matty vậy. Để nhanh chóng lấy lại chiếc túi, Matty đã rủ Chris và anh Chọc bay tới Montana. Họ hỏi thăm nhân viên quản lý ở đây và biết được rằng không có báo cáo về túi hành lý bị bỏ quên. Nếu muốn cô ấy có thể gọi cảnh sát để giúp họ, nhưng trong túi kia chứa nửa triệu đô làm sao họ có thể để cảnh sát biết được. Bốn người vào một nhà hàng gần đó bàn chuyện lấy lại túi hàng. Matty nói rằng chẳng có một tí manh mối nào về nó cả. Mọi thứ cứ như thể nó tự bốc hơi khỏi trái đất vậy. Anh Chọc đưa ra một kế hoạch, đó chính là tìm kẻ cầm đầu khu vực này để ép hắn tìm ra túi hành lý hộ mình. Tối đó họ tới một quán bar địa phương để hỏi thăm. Matty tới quầy bán bia hỏi ai bảo kê khu vực này nhưng anh ta không dám trả lời. Phía bên kia, Chris dùng vẻ nam thần của mình nói chuyện với một nữ phục vụ nhưng cô ta lại hiểu lầm anh có ý muốn xúc than cho vào lò nên nói mình có chồng rồi. Lát sau có một con bướm xinh đẹp tới rủ Chris nhảy cùng. Trong lúc cả hai đang vui vẻ nhảy thì tên bảo kê xuất hiện đẩy Chris ra ngoài. Đây là bướm làng tao mà mày tính sơ múi à?
Thấy vậy, Marty xuất hiện nói bướm là của chung không phải của riêng bạn nhé. Khi nào bạn lấy cô ấy thì bọn mình mới không đụng vào. Giái cay tới cấp độ 7, hắn chửi bọn họ. Chúng mày biết tao là ai không? Cái loại trẻ trâu như tụi mày biến ngay không tao đánh chết. Thấy có người nói đánh nhau, anh chọc liền đứng dậy. Đúng sở trường của mình rồi bạn ơi. Từ nhỏ tao đã cá 500 đô để trau dồi võ công và nâng cao sức khỏe. Nếu mày đủ bản lĩnh thì hãy thể hiện trước mặt đàn em của mày đi. Thấy anh chọc cởi áo khoe tí cơ bắp, con chim non của hắn liền thụt vào trong. Hắn bị anh đánh cho lên bờ xuống ruộng, cứ mặt là anh đánh. Hắn chỉ biết nằm im hưởng thụ chứ gái tiếp có mà xuống suối vàng đoàn tụ với các cụ. Trước khi mọi chuyện kết thúc, Marty nhờ hắn tìm giúp túi hàng bị mất cắp ở sân bay. Thì ra túi hàng bị hai thanh niên hít lá đu đủ lấy mất, cầm nửa triệu đô trong tay, cả hai vui vẻ đi mua đồ ăn vặt. Bên kia, Marty gọi điện về báo cáo tình hình cho ông bác Teddy biết. Thật may mắn là bố của anh cũng ở đó và nghe được. Tao đã nói mày đừng làm chuyện này rồi. Mày có biết số tiền đó quan trọng thế nào không? Mất nó là gia đình ta chuẩn bị đoàn tụ với ông bà đó con trai yêu quý. Biết chuyện này hết sức hệ trọng nên ông bác cùng hai đàn em lên đường tới Montana để giúp cháu mình. Thanh niên bảo kê quán bar sau khi dò hỏi thông tin người bán hàng trong siêu thị thì biết được hai thằng nhóc phê cần kia có biểu hiện lạ. Hắn ta lập tức tìm tới chỗ của hai thằng nhóc để hỏi thăm tình hình. Sau đó tới khách sạn nơi Marty và ba người bạn Chí Cốt đang ở để thông báo cái túi đang được đám nhóc giữ hộ. Sáng hôm sau, bốn người họ chạy xe tới nhà bọn trẻ trâu. Bên trong, một thằng thì đang bú đá thẳng, còn lại thì ngồi trầm tư suy nghĩ. Làm cả đời cũng không kiếm được số tiền như vậy nên chúng muốn độc chiếm luôn. Thấy chúng bước ra ngoài cùng túi tiền, Marty định đi tới hỏi thăm thì bất ngờ xe cảnh sát xuất hiện. Cảnh sát trưởng Stan và đồng nghiệp hỏi thăm hai thanh niên vì chuyện hít lá đu đủ trong sân bay ngày hôm qua. Trong lúc kiểm tra, họ phát hiện chiếc túi chứa rất nhiều tiền nên mời hai thanh niên vào trong nhà để hỏi thăm. Sau đó hai cảnh sát quay trở về nhà và bàn chuyện muốn chiếm số tiền kia. Giờ thì mọi chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Marty. Tiền trong tay cảnh sát thì làm sao mà lấy đây? Johnny nói rằng hãy quay về và anh ta sẽ làm việc cả đời để trả nợ cho nhà Marty. Chris cũng không muốn liên quan tới cảnh sát vì sẽ phải ăn cơm nhà nước. Chỉ có anh chọc là cứng nhất. Anh muốn giúp bạn mình lấy lại số tiền đó. Bốn người họ lái xe tới sở cảnh sát. Marty bước vào phòng riêng với cảnh sát trưởng Stan để nói chuyện về số tiền. Ba người còn lại đứng đợi ở quầy tiếp dân. Ban đầu Stan giả vờ không biết số tiền mà Marty đang nói và còn có ý định giúp anh tìm lại số tiền. Khi Marty nói rằng sáng nay đã thấy ông cùng đồng nghiệp lấy số tiền kia thì ông ta mới bắt đầu trở mặt. Marty đe dọa ông có biết bố tôi là ai không? Bố mày là ai mà mày không biết lại đi hỏi tao, sao tao trả lời được? Thế là ông ta đánh Marty một trận. Bên ngoài, ba người bạn định lao vào giúp sức thì bị tên cảnh sát còn lại cầm súng cản lại. Sau thất bại ê chề, Johnny và Chris lại tiếp tục bàn lui vì sợ bị cảnh sát bắt, nhưng Marty nói rằng chúng là cớm bẩn. Nếu chúng trong sạch thì đã có một đội FBI xuống đây tóm chúng ta. Chắc chắn chúng muốn độc chiếm số tiền kia cho riêng mình, để trả thù và lấy lại số tiền. Bốn người đã đút lót chủ cửa hàng vũ khí và sắm hàng nóng cho mình. Trong lúc bọn họ tập bắn súng, anh chọc đã nói với Marty rằng hãy để chuyện này cho anh giải quyết. Anh biết Marty là người tốt nên không muốn cậu bạn phải làm chuyện này. Marty cảm ơn tấm chân tình của anh chọc, nhưng chuyện này là do mình gây ra nên mình phải giải quyết. Tối đó họ tới gặp ông bác Teddy. Johnny chạy lại xin lỗi thì bị ông vả cho nổ đom đóm mắt. Không phải chú mày là bạn của cháu tao thì mày đã xanh cỏ từ lâu rồi. Marty đem chuyện hai tên cớm bẩn kia tính chiếm số tiền để nói cho Teddy nghe. Ông bác nói sẽ giúp anh giải quyết chuyện này và hứa không làm hại những người bạn của Marty. Lúc này Stan biết được thân phận thật sự của Marty. Hắn ta gọi điện tới nói rằng muốn hẹn nhóm của anh ra một xưởng bỏ hoang để giải quyết chuyện này. Johnny và Chris ngồi uống rượu với nhau. Chris nói rằng anh ta không muốn tham gia vụ này nữa và muốn Johnny cùng bỏ đi với mình. Johnny biết mọi chuyện là do mình gây ra nên muốn ở lại cùng anh em sát cánh chiến đấu. Biết không rủ được Johnny nên Chris đành rút lui một mình. Khi Johnny đang bị ăn hiếp thì hai đàn em thân cận của Teddy tới bảo kê cho anh ta, nhưng ngay sau đó họ đã giết chết Johnny. Lúc này hai tên cớm bẩm cũng tới xưởng bỏ hoang. Teddy và thuộc hạ đã có mặt ở đó từ trước để mai phục. Lát sau anh chọc và Marty cũng có mặt. Họ hơi buồn vì hai anh em chí cốt của mình không tới giúp. Thật ra Stan không hề có ý định trả số tiền. Ông ta kêu họ tới đây là muốn giết họ để không còn nhân chứng cho số tiền kia. Teddy và hai thuộc hạ xuất hiện chĩa súng vào đầu Stan. Giờ thì ai mới là người làm chủ cuộc chơi đây anh bạn? Không ngờ thanh niên bảo kê đạp cửa xông vào uy hiếp anh chọc. Không muốn bạn mình bị thương nên Marty hạ vũ khí xuống. Hắn ta đang luyên thuyên về chuyện bị anh chọc đánh ở quán bar thì bất ngờ một tiếng súng vang lên tiến hắn về miền xa xăm. Chris cảm thấy cắn rứt khi bỏ anh em chí cốt nên quay lại giúp họ. Teddy lúc này cũng lộ mặt thật. Ông ta sai người bắn chết Chris. Thế là một cuộc nổ súng dữ dội xảy ra. Hai tên cớm bẩn vừa bắn chết đàn em của Teddy thì bị anh chọc hai tay hai súng bắn chết. Trong lúc Teddy cầm súng lên định bắn Marty,
Anh Chọc ngay lập tức bay tới đỡ đạn hộ bạn mình và bị bắn gục ngã đập đầu vào thanh sắt. Không biết thanh sắt tội nghiệp kia có bị đầu của anh Chọc làm đau không. Bây giờ Marty mới hiểu được tấm lòng của ông bác tốt bụng kia. Hóa ra ông ta từ lâu đã tức tối chuyện lúc nào cũng thua bố của Marty. Vì vậy ông ta muốn cướp số tiền này và đổ mọi trách nhiệm lên đầu bố con họ. Ông ta còn nói rằng Marty là một kẻ nhút nhát không dám giết ai. Tức giận Marty bắn chết ông bác trước khi ông ta bắn được mình. May mắn anh Chọc vẫn còn thở được vì viên đạn chỉ bắn vào vai. Bốn anh em chỉ cốt đi giờ chỉ còn hai người về. Nhận lại được số tiền, ông bố rất vui và muốn con trai gia nhập băng đảng. Nhưng Marty đã từ chối vì trước đó ông đã không tin tưởng anh. Đã vậy còn làm cho anh bị ảnh hưởng bởi những việc sai trái của ông. Cuối phim, Marty quay ra ngoài cùng với anh Chọc lên đường làm chuyện gì đó. Không biết họ sẽ làm những người lương thiện hay trở thành hai ông trùm khét tiếng trong tương lai. Một lần nữa, xin nhắc lại đây là phim nên cả nhà đừng học theo. Có chuyện gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.